Rồi, xin chào anh chị các bạn, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong chương trình Telesales Marketing. Và ở đây thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị của một cái bài học là kết hợp giữa công cụ tele và công cụ SMS. Nó là một cái cặp bài chung, nó là một cái tôi gọi nó vui vui, đấy là một cái cặp đôi hoàn hảo trong cái chương trình telemarketing này. Bởi vì là ngoài cái chuyện là chúng ta gọi điện cho khách hàng, gọi bằng số phone, bây giờ thì chúng ta có thể gọi bằng Facebook calling hoặc là bằng Zalo, bằng Viber, cũng có rất là nhiều cách. Tuy nhiên thì đấy là trong trường hợp mà chúng ta thân thiết với khách hàng rồi thì chúng ta mới có thể sử dụng nền tảng đó. Còn hầu hết là chúng ta sẽ sử dụng nền tảng là calling trực tiếp từ số điện thoại, đúng không ạ? Thế thì tôi muốn chia sẻ thêm một chút về cái cách mà chúng ta sử dụng SMS trong cái quá trình. Thì SMS có cần thiết hay không? Thì tôi nghĩ rằng là rất cần thiết. Bởi vì các bạn mà cần bất kỳ một cái điều gì đấy để xác nhận hoặc là để có thể đọc lại thì các bạn nên sử dụng SMS. Thí dụ như là tôi mua hàng ở trên website thì sau khi tôi bấm vào nút mua hàng thì ngay lập tức, đúng không ạ, có thể là tôi sẽ nhận được một cái SMS xác nhận là vào cái lúc này tôi đã mua hàng, đơn hàng như này, bao tiền. Đấy, thì cái đấy là một cái ứng dụng SMS để mà giúp cho cái quá trình mua hàng rất là tốt. Các bạn nên sử dụng trong công việc kinh doanh của mình. Các bạn có thể sử dụng SMS dưới cái dạng là tự động hoặc là nhắn tin bằng tay, hoặc là các bạn sử dụng phần mềm, hoặc là các bạn kết hợp với các đơn vị nhà mạng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ SMS marketing, SMS brand name. Thế thì các bạn đăng ký SMS brand name bằng cách nào? Hiện nay thì cái việc đăng ký rất là dễ. Thí dụ các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Viettel hay là Vinaphone, Mobifone hoặc là các đơn vị trung gian, các đơn vị mà cung cấp dịch vụ SMS như vậy. Họ sẽ ký với các nhà mạng để cung cấp dịch vụ đầu số hoặc là dịch vụ brand name. Brand name là cái gì? Ví dụ thương hiệu của bạn là ABC. Thì khi bạn nhắn tin trên điện thoại như thế này, nó sẽ hiển thị cái thương hiệu ABC hay là cái website xyz.vn chẳng hạn. Tôi lấy thí dụ như vậy. Thì người ta sẽ biết được cái thương hiệu đó. Tuy nhiên cái chi phí nó sẽ đắt hơn một chút. Hiện nay giá nó dao động khoảng từ 600 đến khoảng độ 850 đồng cho một tin nhắn SMS brand name. Đó. Thì nếu mà các bạn có điều kiện, các bạn là cái thương hiệu lớn thì các bạn nên sử dụng, hoặc những cái spa lớn các bạn nên sử dụng để thêm cái tính chuyên nghiệp. Tất nhiên là mình vẫn kết hợp với telesale, mình vẫn gọi điện, mình vẫn trò chuyện với khách hàng qua điện thoại, mình vẫn chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán qua điện thoại. Thế nhưng mà mình vẫn phải sử dụng SMS, bởi vì SMS nó có khả năng là nhắn tin hàng loạt và nó có khả năng làm brand name, ghi nhớ, nhắc nhở rất là tốt, đúng không? Chúng ta có thể sử dụng một cái dịch vụ, ví dụ như tôi hay sử dụng dịch vụ shop one của Viettel, thì trong đó là các bạn có thể sử dụng luôn phần mềm quản lý bán hàng cũng như là phần mềm nhắn tin, hoặc là phần mềm có thể đăng ký brand name với chính Viettel và các mạng khác đều được như vậy. Cái phí duy trì của nó cũng không đắt, nó chỉ vài chục ngàn tháng thôi, nó không lớn lắm, đúng không? Chúng ta nên đề nghị khách hàng lưu số điện thoại của chúng ta vào, nếu mà chúng ta có một cái số hotline hoặc là chúng ta làm cá nhân bán hàng tốt, đúng không? Và ngược lại thì chúng ta cũng lưu số điện thoại của khách hàng vào để mà chúng ta có thể sau này nhắn tin, hoặc là iMessage, hoặc là video call, hoặc là các bạn kết Zalo, chúng ta trò chuyện và chốt đơn trên Zalo thêm cũng rất là ok. Đây cũng là một cái phương pháp rất là tốt, tức là mình lấy một cái điện thoại, mình lưu số điện thoại của khách hàng vào và trên đó mình có cái Zalo rồi, thế là mình cứ kết bạn. Zalo nó cho chúng ta kết bạn 2000 bạn, cũng rất là tốt các bạn nhé. Chúng ta mà có quản lý khoảng độ 10.000 đi thì chúng ta có thể cần đến cái 5 cái sim như vậy. Nhưng mà 5 cái sim đấy đều là thương hiệu ABC hay là thương hiệu XYZ đó. Chúng ta có thể sử dụng cái xác nhận đơn hàng, hủy đơn hàng bằng SMS thông thường hoặc SMS brand name hoặc là SMS đầu số. Chúng ta cũng có thể là dùng cái phương pháp thông báo với khách hàng thông qua SMS, hoặc là chúng ta nhắc nhở khách hàng. Có rất nhiều thứ sử dụng SMS rất là tốt. Thí dụ như là phụ huynh, học sinh chẳng hạn có thể nhắn tin với nhà trường có thể nhắn tin nhắc bài học, bài vở của con cái. Hiện nay gọi là sổ liên lạc trực tuyến, các trường bây giờ sử dụng rất nhiều. Đấy, thì các bạn thấy là cái tác dụng của nó rất là lớn chứ không phải là không đâu. Nó tiết kiệm và nhanh. Đấy, có thể chúng ta nhắn hàng loạt, hoặc là chúng ta cũng có thể tùy biến được cho từng khách hàng, nhắn từng nội dung khác nhau chứ không phải là không khác nhau. Chứ nếu mà các bạn đi gọi điện cho từng học sinh thì tôi nghĩ rằng rất là mất thời gian, đúng không? Mỗi người gọi 2 phút, một lớp có 30 người bạn mất 60 phút. Trong khi đó SMS bạn gửi xoẹt một cái tin chỉ mất 30 giây đến 1 phút là xong. Ok, các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Các bạn cũng có thể sử dụng một cái cách thức là cái cuộc gọi tự động. Hiện nay là trên mạng là cũng có cái dịch vụ cuộc gọi tự động, tức là gọi đến số của bạn nhưng mà cái người nói là không phải là người thật mà là máy, người ta thiết lập cái cuộc gọi tự động. Xin chào Phan Anh, có phải bạn đang mua đơn hàng này không? Nếu mà bạn xác nhận là mua đơn hàng, bạn hãy bấm số 1. Nếu bạn hủy đơn hàng, bạn hãy bấm số 2, kiểu như thế. Nó auto luôn, rất là hay. Các bạn không tin, các bạn có thể mua hàng trên đây rồi các bạn sẽ nhận được những công nghệ như vậy. Công nghệ này sẽ giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm tài nguyên về nhân sự và đặc biệt là tăng được cái tỷ lệ chốt đơn thành công lên và giảm được cái tỷ lệ hàng hoàn. Bởi vì những người mà đã gọi những cái cuộc gọi mà tự động như này mà họ vẫn bấm như thế chứng tỏ là cái nhu cầu mua của họ là có thật. Đấy. Đặc biệt là mình có thể sử dụng SMS để chúc mừng khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán rất là tốt. Đặc biệt là mình có thể chúc mừng sinh nhật của họ và những cái dịp đặc biệt, mình gửi tin nhắn lễ Tết hay là 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 hay là ngày lễ tình yêu hay là 8 tháng 3 gì đó, mình có thể nhắn rất là hay. Và mình có chương trình khuyến mại hàng tuần hay là hàng tháng hay hàng quý hay là hàng mùa. Có những đơn vị thì một tháng họ sale một lần, có những đơn vị thì một quý họ sale một lần, có những đơn vị thì một năm họ có thể sale 1-2 lần vào mùa. Thế thì cái SMS lúc này kết hợp với chương trình khuyến mại, kết hợp với việc là chúng ta chăm sóc khách hàng thì các bạn thấy tỷ lệ tái mua rất là cao. Đấy, bởi vì là họ đã biết rồi. SMS thông thường nó cũng được, hoặc là SMS brand name, các bạn nhắn tin bằng phần mềm nha. Các bạn có thể mua dịch vụ trên mạng hoặc là đưa cho họ nhắn, nhưng mà hiện nay các đơn vị họ thường cung cấp phần mềm mình có thể tự nhắn được. Như tôi nói là tôi giới thiệu cái dịch vụ SMS Shop One của Viettel, tôi hay dùng cái dịch vụ đó. Thì tôi thấy cũng rất là sử dụng, các đơn vị khác họ cũng có nhưng mà tôi không sử dụng nên tôi không biết các bạn nhé. Đấy thì các bạn thấy rằng là kết hợp giữa telesale với SMS và mix vào với nhau trong quá trình chăm sóc của bán hàng thì tôi nghĩ là rất là tốt, các bạn nên là nên sử dụng thêm. Đặc biệt là đối với những cái doanh nghiệp lớn hoặc là đối với những cái thương hiệu lớn hoặc là những khách hàng mà sang xịn mịn thì chúng ta có thể làm. Với các cá nhân nhỏ lẻ thì có thể sẽ hơi tốn kém và hơi rắc rối một chút, nhưng tôi khuyên các bạn vẫn nên làm, bởi vì như thế sẽ thể hiện các bạn là một cái đơn vị mà rất là chuyên nghiệp, trong khi đó các bạn rất là nhỏ thôi. Các bạn phải giống như là người khổng lồ, người ta làm gì mình làm thế, và mình sẽ dần dần thu hút được cái sự quan tâm và chăm sóc khách hàng tốt hơn, khách hàng sẽ hài lòng hơn và họ sẽ mua nhiều hàng hơn của chúng ta, đúng không? Ok, ý niệm của tôi là như vậy. Xin chúc các anh chị thành công và các anh chị hãy đăng ký ngay một cái dịch vụ SMS hoặc là một cái dịch vụ tổng đài, một cái số đẹp, số hotline gì đó để chúng ta có thể gọi và chăm sóc hàng, và kết hợp giữa hai công thức này với nhau, hai cái phương thức này nhá. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong cái bài học tiếp theo.